Jessica Thảo Nguyễn xin chào các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chủ đề 9 bài học kinh doanh đắt giá từ vua xe hơi Nhật Bản Honda Soichiro. Được biết đến là nhà sáng lập công ty Honda Motor, một tập đoàn sản xuất xe máy và xe hơi đa quốc gia, ông Honda Soichiro sinh năm 1906, mất năm 1991, là kỹ sư, doanh nhân xuất chúng người Nhật, được tạp chí People của Mỹ xếp vào danh sách 25 người tiêu biểu của năm vào năm 1980, đồng thời tôn vinh ông như là một Henry Ford của Nhật Bản, tức là vua xe hơi của Nhật Bản. Ông là người thiết kế nên chiếc xe coupe, xe Dream huyền thoại của hãng Honda, sản phẩm có thể nói là thành công bậc nhất của hãng cũng như là của toàn ngành công nghiệp xe máy. Ông cũng là chủ nhân của thiết kế xe hơi Civic, Accord, Prelude, những dòng xe chủ lực của hãng xe hơi Honda. Vậy, đâu là chìa khóa thành công của doanh nhân xuất chúng Honda? Chúng ta hãy cùng đến với 9 bài học sau đây nhé! 9 bài học đắt giá từ vua xe hơi Nhật Bản Honda Soichiro. 1. Không sợ thất bại. Honda Soichiro từng nói, thay vì sợ thử thách và thất bại, hãy sợ bản thân dậm chân tại chỗ và không có đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách. Đối với tôi, thành công chỉ đạt được khi trải qua rất nhiều thất bại và nghiền ngẫm. Trên thực tế, trong những việc ta làm, thành công chỉ chiếm 1%, còn 99% khác là thất bại. Kỹ sư là những người khi thất bại, họ sẽ rút ra những bài học quý. Nhưng nếu thành công thì không rút ra được điều gì. Thất bại có thể trở thành cơ hội đi đến thành công, nhưng thành công hiện tại không phải là một cam kết cho những thành công sau này. Hãy sợ những gì bạn không làm hơn là sợ sự thất bại sau khi làm. Người Nhật có câu, khỉ leo cây cũng có ngày ngã, hàm ý răn dạy chúng ta phải luôn cẩn trọng, nhưng nếu có ngã thì cũng đừng quá lo lắng. Năm 1937, Honda thành lập Tokai Seki để sản xuất vòng piston cho công ty Toyota. Để đạt được hợp đồng hợp tác với công ty Toyota, công ty Tokai Seki đã thực hiện hàng ngàn thí nghiệm và trải qua hàng ngàn thất bại. Trong Thế chiến thứ hai, một cuộc tấn công bằng máy bay ném bom B-29 của Hoa Kỳ đã phá hủy nhà máy Yamashita của Tokai Seki vào năm 1944 và nhà máy Iwata bị sập trong trận động đất Mikawa vào năm 1945. Sau chiến tranh, Honda bán những gì còn lại của công ty ông cho công ty Toyota với mức giá 450.000 yên. Những tưởng ông sẽ nản chí sau khi hai nhà máy bị phá hủy, nhưng tinh thần vươn lên của ông đã thúc đẩy ông sử dụng số tiền thu được để thành lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Honda vào tháng 10 năm 1946 để tiếp tục theo đuổi đam mê chế tạo. Ông cho rằng mỗi một thất bại trong đời là cơ hội để ông không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề cũng như kiến thức kỹ thuật. 2. Mạnh dạn tìm giải pháp để vượt qua thất bại. Honda Soichiro từng nói, giá trị của cuộc sống có thể được đo bằng số lần tâm hồn bạn đã được khuấy động. Thuyền to thì sóng lớn, câu nói ấy quả không sai. Honda đã từng trải qua vô vàn khó khăn trước khi đạt đến sự thành công của thương hiệu tỷ đô. Khi bị công ty Toyota phản ánh về các vòng piston chất lượng thấp, Honda quan điểm rằng ở đâu có phàn nàn, ở đó có cơ hội, và ông đã thực hiện một loạt các cải tiến. Ông tự nâng cấp kiến thức về kỹ thuật bằng cách theo học trường kỹ thuật. Chưa dừng lại ở đó, ông rong ruổi khắp Nhật Bản để tham gia các nhà máy của Toyota và để hiểu rõ hơn về các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Toyota, đúng với câu phải vào hang họp để bắt được cọp. Quả nhiên, khi đã am hiểu về tiêu chuẩn chất lượng của Toyota, các sản phẩm của công ty của ông Honda đã đáp ứng được các vòng kiểm tra nghiêm ngặt của công ty Toyota. Những nỗ lực của ông đã được ghi nhận và công ty Toyota tiếp tục rót vốn vào công ty của ông. Cho nên, thất bại không phải là vấn đề, mà giải pháp của doanh nghiệp mới là vấn đề. Honda đã từng phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi vào những năm 1970 khi gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ. Trước nhu cầu ngày càng khó tính của người tiêu dùng về việc ưu tiên sử dụng các loại xe hơi có kích thước nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu, hãng Honda nhanh chóng chuyển hướng sang tập trung nghiên cứu để tìm giải pháp thỏa mãn nhu cầu trên của khách. Các mẫu xe hơi cỡ nhỏ mà không kém phần sang trọng, tiết kiệm nhiên liệu đã mang về doanh số giúp ông vực dậy công ty.
Đến tận bây giờ, khi thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng nhiên liệu, thì những chiếc xe hơi tiết kiệm nhiên liệu vẫn là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Đến năm 1980, hãng Honda đã trở thành biểu tượng tiêu biểu và đáng tự hào của nước Nhật. Vào những năm cuối thế kỷ 20, công ty Honda Motor đã trở thành nhà sản xuất xe máy và ô tô số 1 thế giới về lượng tiêu thụ. 3. Tập trung hoàn toàn vào công việc. Honda Soichiro đã nói, "Tôi không để ai làm phiền ảnh hưởng đến sự tập trung của mình. Ngay cả cơn đói cũng không thể làm phiền tôi." Công việc giống như tình yêu. Nếu bạn nghĩ nó đau khổ, nó sẽ đau khổ. Dồn hết sức cho sự quyết tâm, bạn sẽ cảm nhận được năng lực của bản thân là ngoài sức mong đợi. Ngành công nghiệp chế tạo có thể nói là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời của Honda. Niềm đam mê máy móc đã được hình thành ngay khi ông còn bé. Cậu bé Honda đã không ngại đạp xe hơn 20 cây số rồi trèo lên cây để xem màn biểu diễn của một chiếc ô tô. Những ấn tượng ban đầu ấy khắc sâu vào tâm trí của cậu bé sinh ra trong gia đình làm nghề cơ khí, làm ông háo hức mãi không thôi và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bằng cách lên Tokyo để theo học những công việc liên quan đến sửa chữa ô tô. Sau nhiều năm liên tục học nghề, ông đã trở thành người có tay nghề giỏi nhất cửa hàng sửa chữa và được ông chủ trao cho việc quản lý một cửa hàng mới mở. Trong thời gian xây dựng sự nghiệp cho riêng mình theo ngành công nghiệp chế tạo, Honda thường tập trung làm việc đến nỗi quên cả ăn uống. Ông mày mò nghiên cứu đến 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường, đến cả thời gian cắt tóc cũng không có. Chính sự say mê công việc và quyết tâm theo đuổi đam mê đã giúp ông phát minh ra nhiều sáng chế giá trị và đưa công ty của ông trở thành hãng sản xuất xe máy và xe hơi hàng đầu thế giới. 4. Mạnh dạn thay đổi để tạo ra những sản phẩm bứt phá. Honda Soichiro từng nói, dù công ty có phá sản cũng cấm không được bắt chước người khác. Chỉ nói suông thì không thể thuyết phục. Nếu tư tưởng không đúng thì không thể tạo ra hành động đúng. Bạn sẽ làm gì không quan trọng bằng việc bạn nghĩ gì. Cây kiếm sẽ là vũ khí lợi hại hay hung khí, tất cả phụ thuộc vào tư tưởng hay lý luận hỗ trợ hành động có đúng hay không. Gặt hái được nhiều kinh nghiệm và thành công từ ngành sửa chữa ô tô, cú xoay mình ngoạn mục của Honda khi ông quyết định dấn thân vào lĩnh vực thực sự đam mê của mình, đó là ngành công nghiệp chế tạo, đã trở thành nền tảng của hãng Honda uy tín ngày nay. Công ty đầu tiên ông thành lập là công ty Tokaiseki, chuyên sản xuất linh kiện cho xe hơi như cô nói, mơ lớn nhưng khởi đầu nhỏ. Ai đó đã từng nói rằng, không có sự thành công nào mà không trải qua đau đớn trường nghèo khó. Trên con đường của thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng, thật đúng với trường hợp của Honda trong giai đoạn này. Để thực hiện giấc mơ của mình, Honda phải dấn thân và phải trả giá. Ông tự mình phát triển kỹ thuật, làm việc ngày đêm quên thời gian, trải qua vô vàn vất vả và khổ cực. Sau khi hồi tưởng về khoảng thời gian đó, ông đã viết: "Trong cuộc đời tôi, thời điểm đó là khoảng thời gian khổ cực nhất. Tiền gom góp cũng cạn kiệt, đến cả đồ của vợ cũng phải đem đi cầm. Nếu tôi thất bại, tất cả sẽ chết đói. Mặc dù vậy, lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra mình thất bại là bởi chưa có kiến thức cơ bản liên quan đến việc đúc rèn. Sẵn sàng thay đổi, nâng cấp bản thân khi chấp nhận sang ngành mới, Honda đã tham gia học tại trường trung học công nghiệp Hamamatsu. Tại đó, những kiến thức ông học được đã giúp ông rất nhiều trong việc tìm ra nguyên tắc vận hành của máy móc linh kiện. Thời gian học ở đây đã giúp ông tiếp tục có được hợp đồng của công ty Toyota như đã nói ở trên. 5. Sản phẩm không biết lừa dối. Sản phẩm có tốt không? Có dễ dùng không? Có tiện lợi không? Đó là câu hỏi mà Honda luôn đặt ra cho mình và cộng sự. Và những câu hỏi này đã trở thành tiêu chí của sản xuất kinh doanh của công ty. Vào năm 1948, Honda Soichiro chính thức thành lập công ty Honda với số vốn khoảng 1 triệu yên. Cũng trong năm này, ông bắt đầu sản xuất một chiếc xe đạp có động cơ hoàn chỉnh, mẫu A, được điều khiển bằng động cơ sản xuất hàng loạt đầu tiên do Honda thiết kế. Ông đã cho vợ ông chạy thử dòng sản phẩm này để minh chứng cho sự tiện lợi mà ngay cả người phụ nữ cũng rất dễ dàng sử dụng. Mẫu D vào năm 1949 là một chiếc mô tô thực sự với khung thép ép được thiết kế và được sản xuất bởi Honda với động cơ 2 thì 98cc, 3 mã lực và trở thành mẫu xe đầu tiên trong dòng xe máy Dream. Ông ra mắt chiếc xe máy Honda Dream đầu tiên chỉ trong một năm ngay sau ngày thành lập công ty.
Honda Dream đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng tại Nhật Bản khi lượng tiêu thụ tăng cao kỷ lục đến nỗi các nhà máy của công ty Honda không thể sản xuất kịp nhu cầu mua của khách hàng. Sự thành công của dòng xe máy Honda Dream đã chở Honda vào giấc mơ của mình. Công ty phát triển với tốc độ nhanh chóng và di dời trụ sở đến Tokyo trong những năm tiếp theo. Ông tiếp tục lấn sân vào ngành công nghiệp chế tạo xe hơi. Những chiếc xe hơi mang thương hiệu Honda nhanh chóng lan rộng sang thị trường nước ngoài và giúp Honda có tên trong số những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới. 6. Tuyển dụng những người có năng lực làm việc. Honda Soichiro từng nói, nếu bạn chỉ thuê những người bạn hiểu, công ty sẽ không bao giờ có được những người giỏi hơn bạn. Luôn nhớ rằng, bạn thường tìm thấy những người nổi bật trong số những người bạn không đặc biệt thích. Nếu có ý tưởng mới nghĩ ra thì việc đầu tiên phải thảo luận với ai đó. Người trí tuệ là người có thể nói câu, còn nhiều điều tôi chưa biết. Giám đốc cũng chỉ là một anh thợ làm việc chăm chỉ. Sau chiến tranh, Honda trở lại làm quen với người bạn Takeo Fujisawa, người mà ông quen biết trong những ngày còn là nhà cung cấp vòng piston cho công ty máy bay Nakajima. Năm 1949, Honda thuê Fujisawa phụ trách giám sát bộ phận tài chính của công ty và giúp công ty mở rộng. Takeo Fujisawa được cho là người cộng sự tuyệt vời và hoàn hảo của Honda khi bổ trợ những thế mạnh về tài chính và tiếp thị cho Honda. Honda rất quan tâm và luôn đối xử với nhân viên của mình như người trong gia đình. Ông luôn truyền đạt cho nhân viên của mình kiến thức cũng như tinh thần hăng say làm việc không biết mệt mỏi. Ông tạo điều kiện cho những người có khả năng thực sự mặc dù họ chưa có đầy đủ bằng cấp. Năng lực làm việc là điều quan trọng nhất. Ông cũng khuyến khích mọi người không ngừng học tập để nâng cao tay nghề và kiến thức. Đến năm 1959, Honda Motorcycles mở đại lý đầu tiên tại Hoa Kỳ. Với tư cách là chủ tịch, Honda đã biến công ty của mình trở thành một công ty đa quốc gia trị giá hàng tỷ đô la, chuyên sản xuất những chiếc xe máy bán chạy nhất trên thế giới. Kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng tiếp thị của Honda đã giúp xe máy Honda bán chạy hơn Triumph và Harley-Davidson tại thị trường quê hương của họ. 7. Con người là trung tâm. Honda Soichiro từng nói, những lúc con người vui vẻ là lúc phát huy sức lực tốt nhất. Honda luôn chú trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho công ty. Để tạo ra môi trường thúc đẩy sáng tạo, ông đã khởi xướng và xây dựng văn hóa riêng biệt cho Honda với chủ đề Ba niềm vui, tôn trọng con người, Waygaza. Waygaza được biết đến qua khái niệm con đường suy nghĩ dấn thân, sự sáng tạo dấn thân. Theo đó, Honda định hướng nhân sự công ty phải dám dấn thân vào con đường sáng tạo, dám vượt qua thử thách, dám ý chí, dám tâm huyết để đi đến sự thành công cuối cùng. Đồng thời, ông cũng chú trọng đến việc tạo ra văn hóa làm việc tôn trọng người lao động và tạo ra sự vui vẻ trong quá trình làm việc để nhân viên gắn kết như những thành viên trong gia đình. 8. Đồng nghiệp không nên đến nhà nhau. Honda cho rằng, đồng nghiệp càng thân thì càng không nên đến nhà nhau. Vì theo ông, mỗi người trong chúng ta đều cần có không gian riêng, con cái, sở thích, v.v. Việc biết quá nhiều về cuộc sống, sự riêng tư của đối phương sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta về đối phương. Chưa kể đến cái hại khác, đó là thói nhiều chuyện, bình phẩm, sân si về hoàn cảnh riêng của họ. Đến một lúc nào đó, sẽ xuất hiện thêm nhiều thứ cảm xúc khác, rối rắm hơn. Ngay cả người đồng nghiệp mà ông quý nhất, người bạn tâm giao của ông là Fujisawa cũng chưa hề tới nhà nhau, và ông cảm thấy điều đó mang đến cái hay cho ông và Fujisawa. 9. Chiến lược marketing tôi yêu Việt Nam, thân thiện mà hiệu quả cao. Thương hiệu Honda đã đi sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng tại Việt Nam với niềm tin về chất lượng đến từ Nhật Bản, luôn bền bỉ theo thời gian. Có giai đoạn người Việt Nam còn dùng tên Honda để gọi cho những chiếc xe gắn máy. Để đạt được sự thành công tại thị trường Việt Nam, không thể không kể đến vai trò của chiến lược marketing rất hiệu quả của hãng Honda. Giá của chiếc xe Dream của hãng Honda trong những ngày đầu vào thị trường Việt Nam vào những năm ở thập niên 60 của thế kỷ trước có thể mua được cả một ngôi nhà vào thời điểm đó. Người nào được sở hữu một chiếc Honda thì vô cùng tự hào. Chiếc xe máy Honda được xem như là bảo vật trong nhà. Tuy nhiên, theo thời gian, giờ đây chiếc xe máy của thương hiệu Honda nói chung có thể đáp ứng cho đông đảo người dân từ những người có thu nhập trung bình đến thu nhập cao.
đại lý phân phối xe Honda được phủ rộng khắp các tỉnh thành để bà con dễ dàng mua. Người tiêu dùng còn được một phen rung động trái tim khi hãng Honda sử dụng slogan "Tôi yêu Việt Nam". Ở Việt Nam, chiếc xe máy như là một người bạn của mọi nhà, vừa là phương tiện đi lại, vừa là công cụ kiếm sống của nhiều người. Kiểu dáng của xe Honda liên tục được cải tiến với nhiều mẫu mã để đáp ứng tính thời thượng về nhu cầu thời trang của khách hàng. Các dòng xe máy phổ biến của hãng Honda ở Việt Nam theo phân khúc từ cao xuống trung như SH, D-Lan, PS, A+, Airblade, Leaf, Click, Way Alpha, Way RSX, Super Dream, Future. Các dòng xe ô tô của hãng Honda cũng đang trở nên phổ biến và quen thuộc với thị trường Việt Nam với nhiều dòng như Brio, City, Civic, Accord, Jazz, SR, v.v. Theo bảng chào giá của giá xe hơi.vn, vào tháng 5 năm 2022 thì giá thành xe hơi Honda dao động từ 418 triệu đến 1 tỷ 329 triệu đồng trên một chiếc xe, từ phân khúc bình dân lên phân khúc cao. Xe hơi Honda có kiểu dáng nhỏ, gọn, thời trang, trẻ trung và tiết kiệm nhiên liệu. Trong bối cảnh nhiên liệu toàn cầu đang tăng như hiện nay thì dòng xe tiết kiệm nhiên liệu luôn được quan tâm. Hãng Honda còn đầu tư xây dựng nhà máy chuyên sản xuất các loại xe máy tại Việt Nam để giảm chi phí logistics trước nhu cầu tiêu thụ xe máy lớn của Việt Nam. Các dây chuyền sản xuất, công suất sản xuất liên tục được hiện đại hóa và được nâng cấp với mục tiêu đầu tư lâu dài và bền vững tại Việt Nam. Công suất sản xuất được nâng cấp từ 800.000 chiếc trên năm lên 1 triệu chiếc trên năm, rồi 1,5 triệu chiếc trên năm. Chiến lược marketing của hãng Honda rất thân thiện mà đạt hiệu quả cao khi hãng Honda đồng hành với người dân Việt Nam trong các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn, hỗ trợ phát triển giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và từ thiện với ngân sách lên tới gần chục triệu đô la Mỹ. Người dân có dịp được chiêm ngưỡng những mẫu xe của Honda thông qua các chương trình này. Các chương trình khuyến mãi cũng hấp dẫn người tiêu dùng thông qua hình thức giảm giá khi mua thêm sản phẩm để kích cầu. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.